Luôn có. Rồi còn tình trường của mình sao Cầm? Em ly hôn cách đây 10 năm. Người cũ của em là có người thứ ba. Sao giống bên đây vậy? Rồi mình có cháu nào chưa? Em có một bé, hiện tại là học lớp 6. Bé thì sống với em. Tụi em hiện giờ coi nhau như là bạn bè vậy đó. Đó cũng là câu trả lời hồi nãy em hỏi ảnh bên đây. Thôi đó là chuyện cũ rồi, mình cho qua. Mình hãy hướng tới những cái tương lai, những cái gì đó giá trị nó tốt đẹp hơn. Anh muốn tìm một mẫu người bạn đồng hành cùng với mình trong tương lai như thế nào? Mình thì mình không có đòi hỏi quá nhiều vào những người phụ nữ. Chỉ mong người phụ nữ của mình đồng cảm với mình về cách suy nghĩ, lối sống. Dạ, thông minh. Cầm. Em thì do người cũ của em không có chung thủy nên là em cái em cần đầu tiên nhất là người đó phải chung thủy với em. Nếu mà có muốn không còn thương em nữa thì phải rạch ròi rõ ràng, chia tay em rồi đi ra hãy quen người khác. Với tuổi này rồi thì em cũng mong muốn người bạn của em cũng ổn định về công việc, biết cách giao tiếp. Nghe cái điều đó anh thấy như thế nào, hợp lý không, anh làm được không? Mình đang sở hữu nó mà, mình đang sở hữu nó mà. Tại vì hơn ai cả mình đều là những cái người đã gãy đổ để mình hiểu được cái giá trị của hạnh phúc. Mình không thể đùa giỡn được. Nếu mà chưa thật sự hiểu nhau thì mình có thể là tìm hiểu làm bạn. Nhưng khi đã quyết định đồng hành với nhau thì nên trân trọng cái mối quan hệ đó. Cho chị coi hình của em coi, anh có hình ông Dương? Ủa hình này chụp hồi nào vậy? Mới chụp cách đây khoảng 1 tuần chị. Trời ơi dễ thương quá, đây mới chụp cách đây có 1 tuần. Sự lựa chọn nó cũng ít lắm, không có nhiều đâu. Hình này chụp lâu chưa anh? Rồi năm ngoái em. Dễ mà, đoán xem ảnh đâu? Chắc là người đứng bìa quá. Tại sao chọn ảnh? Một người mặc áo dài thì chắc là một sticker nào đó. Còn người đứng bìa thì quá trẻ. Chỉ còn lựa chọn là hai người mặc áo vest màu đen thôi. Hai người đưa hình dễ chọn quá mà. Đâu? Sao chọn cô này? Sao chọn cổ? Này. Mình trang trí cái giọng nói. Dạ. Cái thứ hai là bây giờ mình giới thiệu về bản thân mình trước đi, to lên rõ cho bên kia nghe nha. Trước tiên là tôi xin chào em đi. Dạ. Tại vì thứ nhất là phụ nữ, thứ hai là thua mình đến 6 tháng. Trời. Tôi biết bạn sinh vào ngày 12 tháng 12. Wow. Còn tôi thì 12 tháng 6 luôn. Oh. Cũng có theo dõi và biết đúng ngày tháng 12 tháng 12 luôn hả? Hay quá. Rất là tuyệt vời khi mà mình có thêm một người bạn mà nhớ rõ luôn cái ngày tháng năm sinh của mình. Thật ra thì tôi là fan của bạn từ rất lâu rồi. Dạ, yeah, cảm ơn anh nha, cảm ơn anh Dương. Xin chào bạn nữ bên kia, tôi tên là Dương. Hiện tôi đang sinh sống và làm việc tại huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Dạ, yeah. Anh Dương là quê gốc mình ở đâu? Tôi ở Hải Phòng. Ở Hải Phòng, mình vào Vũng Tàu lâu chưa? Mình vào từ năm 1995 là vào đất miền Nam. Dạ, yeah, cũng lâu rồi. Vào đất Vũng Tàu từ năm 1999. Hiện tại công việc của anh là gì? Mình kinh doanh tự do. Tự do là gì anh? Thế là cái nào có lợi nhuận thì mình sẽ sẵn sàng. Nhưng mà hiện tại bây giờ là cái gì đang có lợi nhất cho anh? Thời gian nghỉ hết sạn. À dạ, cái này thì em nghĩ lúc nào cũng có khách hết trơn. Ngoài ra thì mình có thể kinh doanh ở bên ngoài. Cứ mặt hàng nào đó nó có lợi nhuận thì mình sẵn sàng. Nói chung anh Dương là một người nắm bắt thời cơ rất là nhanh lẹ, đúng không ạ? Vậy thì bây giờ cái công việc gì là chính, cái sở thích, cái đam mê chính của anh là cái gì? Đam mê thì vẫn thích ca hát. Sở trường của mình là bolero, nghề tay trái thôi ạ. Vậy một chút xíu nữa là sẽ hát cho bạn gái bên này nghe nha. Chắc chắn là như vậy rồi. Dạ. Nha. Bên đây chắc chào em nha. Rồi em năm nay bao nhiêu tuổi? Em 41 ạ. 41 là sinh năm 79. Em tên là gì? Em tên Mộng Cầm. Mộng Cầm, trời ơi, làm chị nhớ hàng mặt tử của em. Mộng Cầm đang làm công việc gì em? Hiện tại em đang làm bộ phận sale, kinh doanh bán hàng của một công ty dược phẩm của Mỹ. Quê mình ở đâu Cầm? Quê thì ở Kiên Giang. Hiện tại em đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Hay nghỉ dưỡng đi chơi gì không? Dạ có. Nào ra Bà Rịa Vũng Tàu tắm biển ha. Dạ. Đi rủ chị Tường đi nha ha. Dạ. Nhớ nha. Nhớ em nha. Đi rủ chị đó. Có hay lên thành phố Hồ Chí Minh chơi không Dương? Mình thì cũng đi thường xuyên. Giờ gần chạy cái rẹt qua cao tốc là tới rồi ha. Nghe thì nó xa cái Vũng Tàu, cái thành phố, nhưng thực ra là nó giáp ranh, nó kế bên. Không sao hết. Không ảnh hưởng gì đến chuyện hẹn hò đúng không? Dạ được chị. Được. Điểm mạnh điểm yếu của Cầm là gì? Em thì được mọi người nhận xét là tính tình cởi mở, hòa đồng, rất là dễ gần. Còn điểm yếu của em thì em hơi nóng tính và dễ tin người. Có bị gạt lần nào chưa? Chắc có á. Dạ hả? Trời sao tụi mình dễ bị gạt quá ta. Tụi mình bị gạt hoài à?
lần nào cũng nói rút kinh nghiệm, nhưng mà không có kinh nghiệm nào giống cái kinh nghiệm nào. Dạ, đó. Dạ, chắc em giống chị á. Nhiều khi bạn bè đồng nghiệp của em nhìn một người nào đó có thể đoán, sau khi tiếp xúc khoảng chừng 5 phút có thể đoán được tính cách của người đó như thế nào. Còn em thì phải mất nhiều lần như vậy em mới đoán ra được người đó. Vấn đề lúc đoán trúng hay trật đó, chứ còn bao lâu đoán nó đâu quan trọng. Chị nhìn cái chị cũng đoán được liền à. Mà thường thường trật nhiều không trúng. Thế còn Dương thì sao? Điểm mạnh và điểm yếu của anh là gì? Mình nghĩ là cái điểm mạnh này của mình ấy là trở thành một truyền thống gia đình. Tất cả những người trong gia đình nhà mình, từ cha mẹ đến anh chị em ấy, rất quan tâm đến người khác. Cái điểm yếu của mình thì nó cũng có cái hơi điểm yếu là nó hơi nhỏ đó. Dạ, nó lớn xíu đi, bên này không nghe nè. Em thấy em khó nghe đó. Chú đô con vặn vỡ lắm rồi, nó nhỏ quá. Mình thì cái là ngủ ngay. Ngáy thì chắc lớn, là tại ban ngày nói nhỏ quá, ban đêm ngủ ngáy lớn. Bạn bè mình thì vẫn nói là bạn ngáy thì chắc tần suất cũng phải tương đương với cái máy cày 3.500 đấy. Tương đương với cái máy cày 3.500 đấy. Ghê vậy hả? Ngủ chung mà có ngáy mình đạp cái là hết ngáy, đạp cái hết ngáy. Một cái nữa là gần đây mình có một cái tật xấu là hút thuốc. Mới gần đây thôi. Tự nhiên biết tật xấu mà tập chi vậy? Buồn đó bạn. Buồn gì mà phải hút thuốc? Công việc mình thì cứ từ sáng sớm cho đến lúc 12 giờ đêm mới gật lưng xuống giường. Những lúc là về buồn, mình thì lại không rượu chè, không, nó không hầu như với tất cả. Cái tự nhiên giờ học tập hút thuốc. Buổi sáng một ly cà phê, một ly thuốc. Mình nhưng mà đẩy... một ngày một ly cà phê, đi thuốc thì đâu có sao, hút không. Nhiều quá mới có vấn đề chứ. Cứ khoảng 2 ngày đến 3 ngày là mình hết gói. Hết gói, vậy mà làm mỗi sáng cà phê, đi thuốc. Thì những lúc cà phê là mình phải hút thuốc. Trời ơi, đất. Bình thường thì thôi. Em dị ứng với thuốc lá đó anh ơi. Đó. Với khói thuốc lá. Đó. Bây giờ sao? Mình nghĩ là nếu mình có một người kế bên mình thì chắc có lẽ là thuốc sẽ không còn chốt đúng. Đó. Tôi thích cái câu đó, mấy câu chốt hạ vậy đó. Anh hứa nha. Tôi làm bằng chứng cho, đừng lo. Anh cũng chẳng cần phải hứa, nhưng mà rõ ràng ở đây là lúc trước anh không hề hút. Từ khi sau ly hôn mà buồn quá, thật sự buồn. Không dùng cái gì hết. Sau gì? Sau khi ly hôn. Là mình có gia đình rồi. Dạ đúng rồi. Hiện là mình đang là người ông bố đơn thân, gà trống nuôi ba con. Nuôi ba con? Dạ. Mấy tuổi? Cháu lớn nhất năm nay 19 tuổi. 19. Cháu hiện nay đang học trường đại học năng khiếu thanh nhạc. Rồi giống ba ha, theo nghề ba rồi. Hai em nhỏ thì một trai một gái, một em năm nay lên vào lớp 4, còn em vào lớp 2. Lớp 2 là mới có 8 tuổi à? 8 tuổi, 10 tuổi. Vậy là cái hôn nhân mình cũng tới mười mấy năm? Dạ, 18 năm. 18 năm, ba mặt con. Dạ. Ly hôn bao giờ? Cũng được 2 năm. Lý do tại sao vậy anh? Nhiều nguyên nhân cộng dồn lại rồi mình cứ trừ điểm dần đi, cuối cùng thì mình không thể tiếp tục được nữa. Ai là người đưa ra cái quyết định này? Mình đưa ra quyết định. Một trong hai điều anh nghĩ tới là ngừng bên nhau. Mẹ của mấy cháu đâu, thường thì mẹ sẽ dành nuôi con chứ. Thường là như vậy. Yeah. Và sau cuộc ly hôn thì người phụ nữ sẽ là những người đau khổ nhất. Yeah. Nhưng người phụ nữ con đó của mình thì hoàn toàn ngược lại. Bây giờ họ cũng có gia đình rồi, họ cũng lấy người khác. Cổ có con mới chưa? Chưa. Có thăm nom mấy đứa nhỏ không? Cũng lâu lâu cũng về ghé thăm. Yeah. Khi anh đưa quyết định ly hôn thì cô đồng ý liền hả? Cái tờ giấy quyết định ly hôn của mình là cô ấy ly hôn đơn phương. Là sao em chưa hiểu? Ai đơn phương? Người vợ cũ của mình. Là cổ là đơn phương ly dị? Đúng rồi. Là coi như là anh không chịu rồi cổ tự đơn phương. Hồi nãy giờ em lại tưởng ngược lại là anh là cái người chủ động ly hôn. Vậy là cổ mới là người chủ động ly hôn. Anh không chịu. Nếu mà một người phụ nữ đã quyết định như vậy thì em nghĩ là nó phải... Một là anh nó có quá cái gì đó nó ghê gớm lắm mà cổ không chấp nhận được. Còn hai là cô phải có người thứ ba thì không, cô mới... Mình cũng phải là mình không chịu. Nhưng mà ngay từ đầu là mình đã nói rồi, là nếu không còn duyên, không còn cảm xúc với nhau nữa thì nên ly hôn đi. Rồi sau bao lâu thì cô tiến tới với người kia? Cô ấy ở với người kia trước khi ly hôn. Ồ, vậy là nói chung là có người thứ ba trong cái câu chuyện của mình rồi. Đấy cũng là một cái cho những cái tác nhân. Cái đó thì quá tác nhân chứ, một trong những gì, cái đó mới là cái tác nhân chính. Bao nhiêu cái mâu thuẫn của hai vợ chồng. Không nói được như vậy, tại nếu mà như thế thì sẽ đổ tội hết cho cô, nó cũng tội. Nhưng mà đó, nếu mà tác nhân chính càng ly là cái đó. Nếu không có cái đó thì vợ chồng vẫn có thể thương lượng hoặc là thỏa thuận, hoặc là có thể ngồi lại với nhau bàn bạc. Nhiều vấn đề khác họ không muốn rồi, cộng thêm người đó là một phần nữa là động cơ cho họ. Cũng có thể, cũng nghĩ gì đi cho đời nó vui. Các con có ủng hộ anh khi mà tham gia chương trình này không? Cháu nói là bố ơi đi thôi nhưng đừng bấm nút. Bố ơi đi thôi nhưng đừng bấm nút. Gì kỳ vậy? Tại vì cháu mới có 10 tuổi. Ồ, đi thôi mà đừng bấm nút. Cháu nó có hiểu gì đâu. Là sợ mất bố đúng không? Sợ mất bố rồi. Là bố chăm con, như ai sẽ phụ bố chăm con hiện tại? Hiện tại thì
người chị kế sau khi biết ly hôn đó, chị thấy cuộc sống cũng vất vả, chồng mất rồi có một đứa con gái, thì con gái thì lấy chồng rồi. Dạ. Nên chị và chị giúp. Chị phụ ha. Dạ. Nghe câu chuyện của ảnh thì mình có cảm xúc gì không Cầm, mình suy nghĩ như thế nào? Không biết là bên đó còn tình cảm gì với người cũ hay không. Gà trống nuôi ba đứa con thì thấy cũng đáng thương. Kìa, cổ hỏi câu hỏi kia kìa, trả lời kìa. Sống với nhau một ngày thôi, nó cũng nên nghĩa rồi, đó là vợ chồng. Đây là 18 năm thì tất nhiên là tình cảm thì không thể nào không có được. Có thể hai người thay đổi về tình cảm, về cuộc sống, nhưng có một cái không thể thay đổi, đó chính là con chung. Tình yêu với người cũ đất thì chắc là chính xác sẽ không còn nữa. Chỉ còn nghĩ một cách đơn giản này thôi. Nếu như một ngày nào đó họ gặp chuyện, mình cũng có thể mình giúp. Vì một cái nghĩa hoặc là vì các con cái mình. Dạ đúng rồi. Ví dụ cháu nói bố ơi giúp mẹ, cứu mẹ đi. Thì mình phải giúp thôi, đúng đó không? Là tình đó, nghĩa, tình cảm, tình người, dạ. Nhiều cái tình lắm. Đó. Dạ. Thế là cái chuyện mà nói không có tình cảm thì nó không thật. Dạ đúng ạ. Dạ. Cái tình yêu thì nó không còn, nhưng mà cái tình nghĩa luôn luôn có. Rồi còn tình trường của mình sao Cầm? Em ly hôn cách đây 10 năm. Ừ. Người cũ của em là có người thứ ba. À, sao giống bên đây vậy? Rồi mình à, có rồi. Cháu nào chưa? Em có một bé hiện tại là học lớp 6. Bé thì sống với em. Tụi em hiện giờ coi nhau như là bạn bè vậy đó. Đó cũng là câu trả lời hồi nãy em hỏi ảnh bên đây. Thôi đó là chuyện cũ rồi, mình cho qua. Mình hãy hướng tới những cái tương lai, những cái gì đó giá trị nó tốt đẹp hơn. Anh muốn tìm một mẫu người bạn đồng hành cùng với mình trong tương lai như thế nào? Mình thì mình không có đòi hỏi quá nhiều vào những người phụ nữ. Chỉ mong người phụ nữ của mình đồng cảm với mình về cách suy nghĩ, lối sống. Dạ, thông minh. Cầm. Em thì do người cũ của em không có chung thủy nên là em cái em cần đầu tiên nhất là người đó phải chung thủy với em. Nếu mà có muốn không còn thương em nữa thì phải rạch ròi rõ ràng, chia tay em rồi đi ra hãy quen người khác. Với tuổi này rồi thì em cũng mong muốn người bạn của em cũng ổn định về công việc, biết cách giao tiếp. Nghe cái điều đó anh thấy như thế nào, hợp lý không, anh làm được không? Mình đang sở hữu nó mà, mình đang sở hữu nó mà. Tại vì hơn ai cả mình đều là những cái người đã gãy đổ để mình hiểu được cái giá trị của hạnh phúc. Mình không thể đùa giỡn được. Nếu mà chưa thật sự hiểu nhau thì mình có thể là tìm hiểu làm bạn. Nhưng khi đã quyết định đồng hành với nhau thì nên trân trọng cái mối quan hệ đó. Cho chị coi hình của em coi, anh có hình ông Dương? Ủa hình này chụp hồi nào vậy? Mới chụp cách đây khoảng 1 tuần chị. Trời ơi dễ thương quá, đây mới chụp cách đây có 1 tuần. Yeah. Sự lựa chọn nó cũng ít lắm, không có nhiều đâu. Hình này chụp lâu chưa anh? Rồi năm ngoái anh. Dễ mà, đoán xem ảnh đâu? Chắc là người đứng bìa quá. Tại sao chọn ảnh? Một người mặc áo dài thì chắc là một sticker nào đó. Còn người đứng bìa thì quá trẻ. Chỉ còn lựa chọn là hai người mặc áo vest màu đen thôi. Hai người đưa hình dễ chọn quá mà. Đâu? Sao chọn cô này? Sao chọn cổ? Người này. Mình trang trí cái giọng nói. Dạ. Yeah. Và cái thứ hai là mình đã quan sát thế mà cái mắt kính ở bên kia rồi. À, quan sát cái mắt kính là hay quá ha. Hay quá. Trời, quan sát ghê. Bị lộ ghê. Rồi. Và bên này thì có hai mắt kính này thì nó không có tương thích. Dạ, yeah, rồi. Bây giờ mời hai bạn nhìn vào cánh cửa trái tim này nha. Để xem cái cảm nhận đầu tiên của mình ngày hôm nay khi gặp nhau là như thế nào. Chào em. Dạ, chào anh. Hồng Cầm, tên đẹp ha. Dạ. Anh có bó hoa tặng em mà chắc phải thật khéo chứ không qua được. Bó hoa to quá. Wow. Hướng dương với hoa hồng ha. Anh có lý do của mình. Lý do gì anh? Hoa hướng dương nó trùng với tên anh. Hướng dương trùng với tên anh. Trùng với tên anh à? Dạ. Ngồi xuống đi rồi nói chuyện. Còn hoa hồng? Hoa hồng thì ai cũng biết rồi. Em cũng có món quà tặng anh. Em cũng bật mí luôn, đó là một cái kính bơi. Thì hy vọng là nếu mà tụi mình có duyên với nhau á thì em thích đi bơi lắm nhưng mà em không có bạn bơi cùng. Nên là nếu mà mình có duyên thì anh với em cùng nhau đi bơi để nâng cao sức khỏe của tụi mình. Còn nếu mà không có duyên với nhau thì em cũng mong là anh hãy đi bơi cho nó khỏe. Hay quá. Em thích đi bơi, em biết bơi không? Dạ em bơi giỏi lắm á. Ồ vậy anh sao anh? Để yên tâm à. Yên tâm hả? Anh không biết bơi hả? Dạ biết chứ ạ. À để yên tâm rồi, vậy là hai người đi bơi, có một cái thú vui chung, có một cái sở thích chung thì rất là tuyệt vời. Anh ha. Anh thì rất thích chơi thể thao. Rất ít hay rất thích anh? Rất thích. Dạ. Mình chắc anh phải thích nam thì em dễ nghe quá. Chơi môn gì? Anh là vận động viên cầu lông. Wow. Đánh giải. Ghê vậy, bây giờ còn chơi không? Vẫn chơi.
Vậy á hả, vận động viên cầu lông mà hồi nãy nói là cái nghề là cũng có ca, nghề ca sĩ tự do, giờ muốn nghe anh hát không? Dạ muốn. Rồi, hồi nãy hứa rồi bây giờ làm. Mời vô. Em xin hát vài câu thôi. Anh nghèo nên chẳng nhận kim cương, tặng em theo thính lễ tơ hồng, thì đây anh đang nhận cỏ, tặng em coi như bó ngỏ, lòng anh chắc em đã biết, lòng anh chắc em đã biệt. Trời ơi, ngọt và tiết kiệm dễ sợ. Ông này kiểu hát phải trả tiền, ông mới nghe. Ông mới không có chịu hát nhiều. Ờ, hát gì đâu mà nhỏ giọt, nó ghê luôn. Sao anh hát thì to mà anh nói chuyện nhỏ quá ha. Nghệ đó em. Khi hát có cái nội lực. Ừ, hát cái giọng trầm ấm mà vang ha. Mà nói chuyện nhỏ xíu à. Rồi, được rồi, bây giờ thì chúng ta cái điểm khởi đầu là thấy có những cái tín hiệu tốt, đúng không? Bây giờ thì hẹn ăn trưa mà mình phải ăn với nhau một cái bữa ăn thân mật để mình cùng trò chuyện với nhau. Rồi, xin mời. Mời hai bạn thưởng thức một món ăn rất là cũng rất là ngon, rất là hấp dẫn của nhà hàng quê nhà nha. Đây là cái món ức ngỗng xông khói. Rồi đây là cái món cơm chiên lá é. Đó, nhưng mà quan trọng là mình vừa ăn với nhau, trò chuyện với nhau, tâm sự để hiểu nhau nhiều hơn. Rồi một ít phút nữa chị Tường sẽ quay lại nha. Chúc hai anh chị ngon miệng. Dạ. Xin mời. Ăn uống tự nhiên nha. Nhau. Anh nha. Mời em. Dạ, em mời anh. Mời anh Dũng. Hồi nãy anh nói nhỏ quá em nghe không rõ. Là anh đang sống và làm việc tại Vũng Tàu. À, anh ở huyện Xuyên Mộc thôi. Anh biết huyện Xuyên Mộc không? Dạ không. Em biết suối nước nóng Bình Châu không? Dạ biết. À, phải đi qua thì suối mộc đó. À dạ. Phải đi qua đó thì mới tới suối nước nóng được. Anh có thường vào thành phố Hồ Chí Minh không? Tính chất công việc với lại cháu đang học ở đây á. Em dùng đi, mình vừa dùng vừa nói chuyện. Con anh đang học ở đâu? Cháu đang học ở trường Văn Lang, quận Bình Thạnh. Em suy nghĩ như thế nào về một người trụ cột gia đình? Ở tuổi này á thì em cũng mong là người đàn ông là trụ cột gia đình á, là một người có suy nghĩ, có chính kiến, nơi để phụ nữ có thể nương tựa vào, phải dành thời gian cho gia đình nữa. Người chồng cũ trước đây của em thì ảnh đi nhậu thường xuyên, hầu như một tuần là đi nhậu hết 5 ngày rồi. Em thì ở nhà một mình, thành ra em thì cũng mong là một người trụ cột gia đình là phải dành thời gian cho gia đình nhiều hơn. Đây nó cũng có cái điều hơi mâu thuẫn ở chỗ là nếu dành thời gian quá nhiều cho gia đình thì việc xã hội lại không tốt. Nếu mà cách tốt nhất thì ngoài những cái việc mà là ra ngoài làm, thời gian còn lại dành cho gia đình là ok. Thì anh vẫn được làm như vậy mà. Buổi tối anh có thường ở nhà không? Anh hầu như là từ sáng cho đến đêm ở cơ sở làm, kinh doanh tại nhà thôi. Dạ. Làm kinh doanh tại nhà. À, rảnh rỗi thì anh coi tiệm net bên nhà nghỉ khách sạn thì có người trông coi. Khi nào cần công việc gì trên này hay là đi hát đi hò đó thì mình mới đi ra ngoài. Nhưng mà anh cũng ít đi lắm, tại vì hầu như anh cứ nghĩ rồi, nếu như mình đi tập trung vào cái hát quá sẽ bỏ bê gia đình, đặc biệt là con cái mình lúc này nó đang thiếu thốn tình cảm của người mẹ, mà mình làm cha thì cũng thấy thiệt thòi cho con nhiều. Chắc trong tương lai anh sẽ bỏ nghề luôn. Bỏ cái nghề hát? Ừ. Nếu mà hai mình quen nhau thì anh định bao lâu anh vô Sài Gòn chơi một lần? Nếu đã yêu thì sẽ tìm cách, không yêu thì sẽ tìm cớ. Anh có muốn hỏi gì em không? Cái người chồng cũ của em á, anh xin lỗi em, tại vì nếu như anh ngồi trước em mà anh hỏi về cái người trước á, nó không có lịch sự cho lắm. Không sao, anh cứ hỏi. Như là anh Thái hỏi một lần, người chồng của em có ở gần em không? Ở cách nhà em khoảng 2 cây số. 2 cây số. Dạ. Là gia đình họ cũng ở đấy hay sao? Không, anh ở với cô bạn gái. Bà con anh em họ cũng ở gần đó luôn hay? Dạ không, em thì quê Kiên Giang, còn chồng cũ của em thì quê Cần Thơ. Ờ. Thành ra là hai đứa em lên đây thì không có bà con gì trên đây hết á. Ừ. À, anh cũng ở riêng với gia đình, em cũng ở riêng. Ừ. Nếu có cơ hội anh sẽ hát tặng cho em bài hát về Kiên Giang, anh rất thích Kiên Giang. Thôi Kiên Giang mình đẹp làm sao đúng không anh? Kiên Giang mình đẹp lắm. Bây giờ anh hát cũng được vậy? Để lúc nào có cơ hội anh sẽ, mình phải tạo ra một cái lời hứa hay là một cái gì đó cho chờ đợi chứ đúng không? Trời ơi tôi tức ạ, ngồi nói câu này tôi tức, có nghĩa là không hát cho tôi nghe cái gì đúng không? Là hẹn hò riêng rồi hát cho nhau nghe thôi thì đúng không? Trời ơi, bởi vậy mà nói fan hâm mộ rồi. Tôi hâm mộ bạn lâu lắm rồi mà hát cho ta 4 câu thôi à. Cặp nào tôi cũng hứa nha, tại cặp này fan bự của tôi nha. Đó, mà, này hứa nè, mà cưới nha, mà nếu điều kiện phải báo trước cho mình là phải nửa tháng, 1 tháng có kế hoạch làm cho tôi đi.
ở xa tôi cũng đi, chứ đó giờ nhiều người mời mà cũng ít có thời gian đi lắm. Nhưng mà cặp này cưới là mời tôi đi á. Sao mà họ mời một hai ngày mà cưới được liền, đúng không? Có nghĩa là khi họ có kế hoạch rồi. Không, nhiều khi nhiều người gấp khách thì nhiều khi đương tuần 10 ngày, thật sự nhiều khi là tuần kẹt lịch. Tại nhiều khi lịch quay là sắp trước cả tháng luôn. Nhiều khi không phải là mình không muốn đi, mặc dù ra ngoài ngồi nhưng mà cũng là lắng nghe và nghe hai bạn cũng chia sẻ với nhau rất chân thành. Tại vì thật ra mình cũng có tuổi hết rồi và mình đã gãy đổ mà mình cứ lòng vòng thì cũng không được. Thời gian này ngắn gọn, rất là thích những câu hỏi của anh Dương là đi thẳng vào vấn đề để mình có thể hiểu được nhau nhiều hơn. Bây giờ thì chương trình có những lá thăm gửi hai anh chị nè, mỗi người bóc lá để mình đọc lên, mình chơi cho vui thôi, mình để hiểu nhau nhiều hơn hoặc là có một cái sự gì đó nó tương tác để mình hiểu được tính cách của nhau. Rồi, Mộng cầm đọc trước đi. Bạn gái đang cầm điện thoại của bạn chơi và có tin nhắn đến. Bạn gái vô tình click vào thì thấy đó là người yêu cũ của bạn trai. Lướt lên trên thì thấy hai người đã bắt đầu liên lạc lại gần đây, đúng vào ngày hai người có xích mích. Bạn trai xử lý tình huống này. Trời ơi, giờ bắt làm diễn xuất nữa. Ông anh này anh ca sĩ diễn xuất được á. Nắm tình huống chưa? Cho mượn điện thoại làm bộ ví dụ thôi, không có bấm vô mà mượn ví dụ điện thoại làm đạo cụ diễn cho nó hay nè. Rồi giờ đưa điện thoại cho bạn gái cầm nè, làm bộ tự nhiên tình cờ lướt vô đọc thấy rồi giờ diễn cờ lướt ra coi thấy đó. Rồi mình làm gì đó làm đi, giờ mình thái độ nha. Anh với bạn gái anh còn liên hệ với nhau hả? Thấy cô ấy vừa mới up hình của anh lên nè, anh quen với em mà anh còn qua lại với người cũ phải không? Anh giải thích đi, tại sao có gì anh phải nói rõ ràng nha. Chắc đây là sự hiểu lầm gì đó chứ thực sự anh cũng chưa gặp tình huống này, anh cũng không có biết cái xử lý nó như thế nào đâu. Có biết xử lý thế nào? Ủa sao như người ta lại nhắn đến một cái người mà người cũ mà nhắn đến cho mình với cái nội dung như vậy? Chắc có lẽ là theo anh suy nghĩ thì chắc là họ thấy mình đang hạnh phúc, có thể họ sẽ một vài tin nhắn để có thể thử lòng em hoặc là có thể là họ phá. Nên mình cứ phải bình tĩnh để thử xem như thế nào, để anh sẽ nhắn tin anh hỏi lại cô ấy là lý do tại sao lại như vậy. Chấp nhận. Nếu mà tình huống thực tế xảy ra như vậy mà anh nói vậy, em có cảm thấy hài lòng, cảm khắc phục không? Cũng có thể chị. Nhiều khi người bạn cũ của ảnh vẫn còn thích ảnh và nhắn tin ganh tị với em hoặc là gì đó, đúng không? Anh cứ mở điện thoại ra nhắn tin lại xem cô ấy nói như thế nào, có em rồi đấy. Quan trọng là cái hành động đó đó em ha. Dạ. Chứ còn mình ví dụ giải thích vậy thôi thì cũng là chưa có chắc, nhưng mà chắc chắn là cái quan trọng là ảnh sẽ xử lý trước mặt em xem là có đúng cái mối quan hệ đó là còn hay không, hợp lý. Giờ tới anh Dương đọc đi ạ. Bạn gái hãy nhìn thẳng vào mắt bạn trai, thể hiện tình cảm của mình bằng một câu nói thật hay và lãng mạn nhất có thể. Ảnh làm hay rồi đó, giờ tới phiên em đó Mộng cầm. Coi như đây là người mình yêu nè, nhìn thẳng đắm đuối đi, giờ nói câu gì đó thật lòng nên nói gì nghe hay nhất có thể. Em không cần phải dùng những câu hoa mỹ, em chỉ cần nói từ trong xuất phát từ đáy lòng của em là. Em có thể xem đây là cái cảm xúc cuối cùng khi chúng ta chuẩn bị bấm nút rồi đó, em có thể nói cảm xúc của mình hiện tại thật sự luôn với cái người ngồi trước mặt cũng được. Mình gặp nhau được mấy phút rồi, anh có thích em không? Khi gặp nhau phút đầu từ ánh mắt anh đã trao nụ cười. Trời ơi, thẳng thắn giờ vậy à? Dạ. Trước khi anh trả lời câu hỏi của em á, cho anh hỏi ngược lại em một câu. Khi mà bạn Cát Tường kéo cái tấm chắn này ra này, cái cảm xúc của em thế nào? Anh ăn gian quá à, anh không trả lời câu hỏi của em mà giờ anh hỏi ngược lại em. Anh hỏi về cái cảm xúc của em thì anh sẽ kết hợp lại anh mới biết được. Không, em không chịu anh. Không, em không chịu. Anh ăn gian. Đúng rồi, anh ăn gian quá. Cái câu hỏi của người ta hỏi anh thì anh trả lời đi chứ anh còn đá banh lừa qua lừa lại. Ở đây đâu phải chơi thể thao đâu mà giờ thể lực. Bây giờ vậy thì em cứ nói cảm xúc của em thôi. Lấy cảm xúc của mình đi. Em thấy anh cũng dễ mến. Ngắn gọn vậy thôi hả? Gì dạ. Câu hay nhất có thể gì kỳ vậy? Có câu hỏi phụ không ta? À có đây này, nó mờ quá mình không thấy. Anh xạo quá. Dễ mến ở chỗ nào? Hả? Thôi anh ăn gian quá à. Vậy anh nhận xét lại đi. Hết giờ rồi, mệt quá. Bây giờ không có còn giờ nữa. Bây giờ mới là quan trọng nè. Hai người nhìn nhau 30 giây. Nãy giờ chúng ta đã có 30 phút để cùng trò chuyện, ăn uống, nói chuyện với nhau cùng với cái sự gọi là kết nối của Cát Tường. Hình như hơi ít để có thể mình tìm hiểu. Đúng. Và cơ hội trong cuộc sống đôi lúc là nó cũng lướt qua rất nhanh. Có nắm bắt hay không là quyền của mỗi người. Hãy suy nghĩ bằng cảm xúc và một chút lý trí của bản thân. Nếu như cảm thấy đối phương là một cái người, một cái đối tượng có tiềm năng để chúng ta tìm hiểu và đi đến với nhau lâu dài thì không có nhà đầu tư nào bỏ qua cái cơ hội. Nếu như chúng ta thấy rằng ồ, cái chỗ đó không có tiềm năng, chúng ta có đầu tư thì nó cũng không đi đến được kết quả. Chúng ta có quyền đi tìm cơ hội khác. 30 giây dành cuối cùng dành cho nhau, mỗi người nói với nhau một câu thôi.
cảm xúc hiện tại của mình đang nghĩ gì. Mỗi người một câu rồi chúng ta đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm của Cát Tường. Rồi mời anh Dương. Anh nghĩ là chắc em không phải nói đâu. Anh chỉ nhắc lại lời của chị Tường thôi. Nếu cảm thấy mến nhau thì cho nhau cơ hội. Tại vì thời gian để tìm hiểu nhau không phải là ở đây. Mộng Cầm có muốn nói gì không em? Em thì cũng giống như anh Dương vậy. Nếu mà cảm giác thích nhau thì cho nhau cơ hội. Chứ còn trên chương trình thì chỉ có vỏn vẹn vài phút thôi thì không có đủ để mà có cảm xúc hay là cái tình cảm nó xuất phát trong cái thời gian ngắn ngủi như thế này. Dạ. Rồi, mời hai anh chị đặt tay vào nút bấm ạ. Sau 3 tiếng đếm của Tường nhá. Nếu đồng ý hẹn hò thì mình bấm thật mạnh. Không đồng ý mình có quyền lấy tay ra. Và mình đương nhiên lớn rồi, mình phải tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Đừng để cơ hội vụt đi mất. Nhưng mà cũng không nên quyết định một cách trái với cái cảm xúc và cái suy nghĩ của mình. 1 2 3 Hết thời gian. Sao ạ? À? Sao bấm hơi chậm vậy? Không. Nó hơi cứng. Có thiệt không? Cái nút nó hơi cứng chị. Không, không hụt, nút cứng thiệt. Không, nghe bên đây kêu cạch kia mới kêu. À đúng rồi, mình đàn ông mình phải chủ động chứ. Từng tuổi này rồi phải thôn chứ sao mà không khôn được. Đúng không ạ? Thôi, mời hai anh chị qua đây ạ. À. Anh cũng khôn vậy, hồi nãy anh hỏi hai người này xứng đôi vừa lứa lắm. Rồi, nắm tay nhau đi anh chị. Khá là đẹp đôi nha. Và hy vọng rằng là một ngày không xa biết đâu ạ. À. Nếu chúng ta chịu khó, đây chỉ mới là cơ hội thôi nha. Nó chưa có nói là được điều gì. Mà giống như cái cây mua về phải tưới, tưới hai bên đều tưới chăm sóc. Nếu không thì chỉ cần quên tưới một ngày nó sẽ héo. Vậy thôi. Hy vọng rằng là với ngày hôm nay Tường trao cho anh chị một cái cây thì anh chị sẽ chăm sóc được nó. Để cho tôi nổi tiếng chút xíu là bà Mai bà mối mắt tay. À, một ngày nào đó thì hy vọng sẽ nhận được tin vui từ hai người. Nhưng mà trước tiên là chúc hai bạn hạnh phúc, sức khỏe. Cảm ơn chị. Đây, khoan hãy về nha. Đi đi hai vợ nói hai vợ chồng nữa chứ. Hai người đi xem phim với nhau rồi hẳn về. Đây. À, món quà làm đẹp của chương trình gửi tặng cho Mộng Cầm. Phần quà dành cho em là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Kính thưa quý vị, ở dưới nó đưa cái bảng lên nó biểu hôn đi. Mình lớn rồi, mình sống thử, mình có thể không sống nhưng mà hôn thử cái chắc được. Kỷ niệm ngày đầu tiên gặp nhau. Em có đi với ai không? Để em xin phép. Em đi với ai? Em có đi với ai không? Dạ, em có đi với mẹ. Đi với mẹ, xin phép mẹ đi em. Đến không? Mẹ ngồi kìa, nhưng mà mẹ không lên. Chào cô ạ. Theo cái format của chương trình thì đây là một điều bắt buộc với cô ạ. Và xin phép cô, xin phép em. Trời ơi, cổ như gái mới lớn vậy đó. Gái một con mà như gái mới lớn nha quý vị. Rất là dễ thương. Biết đâu nói như vậy mà sau này họ lấy nhau được thì sao. Những hình ảnh này rất là đẹp quý vị nha. Cảm ơn cả nhà rất nhiều đã quan tâm, theo dõi và đồng hành cùng với chương trình.